Tôi chơi Liên Minh từ lớp mấy, lớp 6 lớp 7 gì đó, 2013 là lớp 7. Nghe tính ra hồi xưa là cái Liên Minh trong miền Nam phát triển lắm á, miền Nam miền Bắc cũng phát triển luôn. Mấy bạn nữ chơi Liên Minh quá trời. Hồi xưa Liên Minh phát triển, nữ chơi nhiều. Hồi xưa tôi chơi Liên Minh xong rồi tôi nghĩ tôi qua chơi Ba Quy với lại Gata San Online. Là tôi nghĩ phải năm hơn á, tôi chơi hai game đó tôi nghĩ phải năm hơn á. Cái tôi không chơi Liên Minh nữa. Cái tầm từ 13 là tôi chơi có tầm mấy tháng là tôi nghỉ rồi, lên được bạch kim cái tôi nghỉ xong tới 14 tôi mới chơi lại. 14 tôi chơi lại tôi leo lên thách đấu không ta? Ừ đúng rồi. 14 thách đấu rồi. Là 2014 á. Ví dụ giờ tôi 23 tuổi rồi mà nó chưa hên nữa. Chắc để nó đợi tôi hết chuyên nghiệp xong rồi tôi đi làm việc khác nó mới hên. Tới đó hên chắc kiếm được nhiều tiền hơn đúng không? Chứ đợi thấy là được. Trời ơi, sao đứng dưới đâu? Nó lỗi anh em. Vừa quy qua mới thấy tầm nhìn. Ok á. Rồi tập trung đánh cái. Trời. Đánh kỳ quá vậy. Dấu tên 275 đã. Trời ơi. Thì tên chứ. Cái gì vậy? Thì đơ binh mỗi cái tóc biến mà kêu còn cái hiu bây giờ. Lúc nãy on nên là xong rồi. Trời ông ơi, hư tay tôi. Đánh thế này hư tay nhá. Đánh này hư tay mai đánh giải không nổi luôn á. Hư tay, hư chân, hư bột, hư đường hết rồi. Không sao, chấp ba mạng á. Chấp ba mạng để lấy shutdown down nè. Đánh tiếp. Cấp 3 chưa Lena ơi, cấp 3 mới đánh được nha, cấp 3. Lena phải cấp 3 mới có cái đúp mới trâu được á. Cấp 3 chưa, bên kinh nghiệm lên cái. Rồi, 3 kìa. E được là đánh được, mua đồ dài luôn. Thằng AD nó cầm bước chân mà cấp 2 quýnh thua nó. Ảo mà, Canada. Cầm bước chân nó mua đồ pha mà cấp 2 PK thua nó được. Không thể tin được. Cái game mà 10 người đơ không biết tên đứa nào luôn. Toàn tên lạ không vậy? Ừ, tên lạ không. Ủa mấy em thách đấu hay là đại cầu thủ ta? Không mà thiệt. Trời ơi, cấp 5 ra solo gồng ấy. Ây da. Trời. Thương quá vậy, cấp 5 ra solo gồng. Nó sẽ là như này, ví dụ như cái game nó đang như thế này nè, đang kiểu mình đang xanh hơi xanh á, xanh quá bên kia nó cũng chưa có tăng cơ á, nó cũng không có đấu sĩ á, thì món hai mình cái thần kiếm mình nó đang có 69 nước mắt thôi, thì mình không nên lên thần kiếm, mình phải lên giải kiếm trước, rồi món ba mình lên thần kiếm. Mình giống ví dụ bên kia mà nó gần là Maokai hay Seiyu á, đó nó là nghĩa tông á, thì món hai mình phải lên thần kiếm. Để chút xíu mà cái ngưỡng mà bên kia nó có giáp rồi á là mình có thần kiếm mình bắn được. Còn team này thì mình lên giải kiếm trước mình cũng không có bị thứ đam. Quên nãy lắm. Trời tôi ngáo người ta nãy Lena mới phá. Ủa làm gì có mắt ta? Ủa đâu có mắt đâu ta, sao né được ta? Nãy Lena phá mà. Sao biết tôi gờ ta? Hay vậy? Phải găng cao mới biết á. Mấy ông này găng cao thật đấu rồi vậy. Trời quăng cái g đi lên á. Sao bé không lắc lắc sao ấy nhỏ, lắc lư lên nào. Thiệt xíu mà tôi ra, tôi mà thấy ông đại ca thủ với ông thách đấu là tôi buồn mà kiểu tôi buồn thú gột luôn á. Tôi buồn mà tôi buồn không có gì để nói luôn nha, nếu mà ông thách đấu với đại cầu thủ nha, còn ông cầu thủ thì tôi có thể chấp nhận được. Tôi không chấp nhận nha. Trời ơi, ông chỉ việc nó không có lát thì ông chỉ việc ông đứng đây nè, hai đứng vậy đúng không, quăng cái g ra trúng g giết, không trúng g thì thôi cũng không bị mất gì á, ý là mình chơi mình cũng mình xài chiêu hụt nó cũng không bị mất gì á, còn trúng thì hai nó chứ. Ủa TB chi vậy? Chạy hẳn cái gì đâu, chạy xuống dưới đâu. Đồ chạy xuống dưới hả? Sao không đỏ ốc của ông này đơn giản quá vậy? Sao đỏ ốc của ông nó đơn giản quá vậy? Tại vì cái pha đó anh em hiểu tại sao là nó phải lừa tôi không? Nó phải chạy lên trên không? Tại vì cái điểm cái gọi là cái tầm nhìn cuối cùng á của tôi thấy nó là nó sẽ ghé xuống dưới, thì nếu nó biết tôi còn g thì nó phải chạy lên trên để nó phát, tại vì tôi thấy nó chạy xuống dưới mà. Cái gì đây em nội, không lát không nghe chết đi chứ đợi gì nữa. 3, 2, 1 đùng. Nó giống như ví dụ anh em này, ví dụ giờ anh em hiểu không, giống như là mình chơi mình gặp cái con gì nó, ví dụ nó là team nó lại kêu đi mình team 2 nha, cái lúc mình đang chạy về đúng không, cái mình đi tới đây là góc chết nè, mình không có lát, mình không có lướt, thì mình chạy tới đây mình phải lách qua đây chứ mình chạy tới đây nó quy thẳng vô góc này góc chết rồi, đâu né được đâu, nó là như vậy. Do anh suy nghĩ nhiều quá thôi. Anh suy nghĩ nhiều quá nhưng mà đánh giải là pha nó chạy đường kia. Hello there. Trời, hay già chết. Hay già nó vô tôi. Nó né phải vậy đó, kiểu cái đường đạn nó là vậy đó. Cục rồi. Pha này sống được mà ta. Phải tôi nghĩ con gánh nó còn g, không biết nó hết g, nó biết nó hết g xử lý khác à. Pha này nó hết g, biết nó không còn g, pha đó đâu cần nghe đâu ta. Cái game này nãy giờ mình thấy thiếu người với ta, team mình nãy giờ thiếu người với ta, tụi nó 3-4 thằng không vậy? Đợi. Maxmin đã weekend 10.000 đồng. Mấy nay trên ổn không anh? Ủa, đây có mắt tím. Lắm không lát nãy giờ pha đánh thầy dở, pha thầy dở anh em ạ. Gồng 4 sao không sao dưỡng trong tầm kiểm soát. Ồ, giữ solo gồng, solo gồng, solo gồng. Nè nè, giờ quýnh nó lên nè, quýnh nó, đánh nó, đánh nó. Đúng rồi. Để tôi gờ cái gồng cho. Má 59 giọt kìa. Cày phải nồi. Phải cái 59 giọt. Cực 3 luôn nha, chơi láo luôn. Còn gì để mất đâu mà sợ. Đỡ mạng à. Chỉ có Slider mới đánh những pha ảo như vậy. Đúng rồi. Chỉ có Slider mới làm được mấy pha giết anh hả? Giờ ông đánh, ông thuộc tiếp xạ thủ đột biến. Ông đánh mà ông cứ muốn tôi lúc nào tôi cũng xử lý map binh, lúc nào tôi cũng tốt vậy. Mấy người kia gặp tôi sao đánh nổi? Tôi đánh ông fail rồi sao mấy đứa kia gặp tôi đánh nổi? Phải có lúc tôi fail chứ. Sao tôi có thể 100% tôi xử lý đúng hết được? Cả mấy đứa tôi nó xài cái tôi nó lâu nó còn bị dính chiêu nữa mà. Lâu nó còn bị dính chiêu nữa mà nó chi tôi là con người mà, tôi phải máy móc đâu. Vì gì vậy? Láo vậy. Ô, oh, rồi xong luôn. Cover. Ê lát này, nó hết lát, nó lát. Rồi chết tôi. Cover, cái xa nó bay. Chạy. Ngang Magon đi em ơi. Hết vui rồi. Trời ơi. Cút. Dạ. À thua luôn chứ. Ui da. Ui da, cái sao nó mạnh. Thua luôn kìa. Anh em nhớ like subscribe kênh cho tôi nha. Cảm ơn anh em nhiều.